Netizen quay xe với Minh Tú hậu đám cưới, chuyện gì đây? Dù đám cưới cổ tích vạn người mê đã diễn ra hơn 2 tháng, song khán giả vẫn được theo dõi diễn biến hậu trường liên quan đến ngày đặc biệt của Minh Tú và chồng Tây. Ở những tập đầu, mọi sự dừng ở ngỡ ngàng, ngơ ngác tới vỡ hoa. Tuy nhiên, càng ngày, khán giả lại cảm thấy có gì đó lớn cứng bởi thái độ của Minh Tú với cả ekip của cô. Chi vậy bay, chi cho người ta mình vậy. Không phải cái gì cũng nên show ra, vẫn sùng sùng nha. Còn drama hơn mấy chương trình người mẫu, cũng từ đây, không ít người bày tỏ sự quay xe với nữ mẫu, dù trước đó từng hâm mộ cô nàng, hâm mộ cả chiếc đám cưới thật đẹp xinh kia. Từng có một tình yêu đẹp lại có những trắc trở tưởng chừng phải chia xa, Minh Tú và Chris, một doanh nhân ngoại quốc đã chính thức có một cái kết viên mãn là tờ giấy đăng ký kết hôn là một bữa tiệc lung linh lên luôn. Hậu đám cưới, Minh Tú tiếp tục chiêu đãi khán giả cả một chương trình thực tế, quay lại toàn bộ các công đoạn chuẩn bị cho đám cưới. Tuy nhiên, trái ngược với những tập đầu gây sự thích thú, hào hứng cho người xem, thì ở những tập phát sóng gần đây, Minh Tú lại nhận về nhiều phản ứng trái chiều. Nếu ở những tập trước, nữ siêu mẫu gây khó chịu vì cảnh la lớn với ekip do không làm đúng ý trong tiệc cầu hôn, thì ở tập 6 mới đây, Minh Tú lại nói tay đôi với quản lý thân cận theo đó người quản lý này cùng minh tú và mẹ cô đi thử những bộ váy chuẩn bị cho đám cưới tuy nhiên khi vừa ra xe đi về quản lý đã góp ý với minh tú rằng những bộ trang phục chưa ổn không có điểm nhấn nên anh cảm thấy lo lắng khi ngày cưới cận kề ngay lập tức nữ siêu mẫu tỏ thái độ không hài lòng và đáp lại tại sao không ổn người ta đã nói là có đính kết thêm mà bây giờ sao phải làm lại hết hả lúc thử đồ em cũng đã nói là chưa xong bộ làm tiệc chính của sài gòn em rất thích em không có vấn đề chỉnh sửa gì cả mọi thứ phải từ từ đi anh hiểu không mỗi một ngày em thấy rất áp lực người ta nói đám cưới phải vui nhưng mọi người để ý mọi thứ quá chi tiết cuối cùng em không có vui minh tú thậm chí còn chia sẻ lý do cô phải xù lông dừng xe để đối đáp với quản lý anh tùng là người thà là đừng nói nhắn tin thôi nói rất nhẹ nhàng nhưng có những câu rất chưa bao giờ chúng tôi cãi nhau to như thế. Một ngày đã quá mệt, đang đói bụng nữa, làm con người mình rất dễ cáu. Nhiều khi tôi chưa chia sẻ cho anh Tùng, tôi và ekip của anh Trung Thanh Phong đã rất tâm huyết và vất vả như thế nào để ra được những thiết kế đó. Đối với anh Tùng, chắc anh nghĩ là dù váy sườn thôi nhưng phải giống 80% bản vẽ. Sau sự vụ kia, Minh Tú và quản lý đã phải ngồi lại để thống nhất và chia sẻ để cả hai cùng thấu hiểu. Dù sự việc được giải quyết, song người xem là khán giả lại có một số bộ phận tỏ ra không hài lòng bởi họ cho rằng Minh Tú quá nóng tính, chuyện bé sẽ ra to để gây chuyện, tạo drama chiêu trò cho show thực tế. Thậm chí một số người còn quyết định quay xe vì không đồng tình với thái độ Minh Tú liên tục to tiếng với các thành viên trong ekip. Chi vệ bay, chi cho người ta mình vậy. Không phải cái gì cũng nên show ra, vẫn xôn xôn nha. Còn drama hơn mấy chương trình người mẫu. Ê tôi thích bà Tú nhưng mà mấy tập hôm trước là cầu hôn rồi hôm nay nữa thì tôi thấy bả sao á. Vậy thì dẹp khỏi cưới. Tới lúc hậu trường chiếc đám cưới này nên dừng lại được rồi, tôi thấy cứ lèo lái nó từ chuyện vui thành drama ngập ngụa. Ê bà Tú bị tiêu cực, xong bị không kiềm chế được cảm xúc á, xong kiểu của bà là bố một cái, xong cái tự thấy có lỗi, tự bình thường lại. Từ khi lên cái show này, tôi follow bả mọi mạng xã hội luôn, quá âu ào, lố, xôn, không hợp nữa nên không muốn quan tâm. Tôi mệt quá, tôi nghĩ Minh Tú nên dừng ra video về đám cưới, đừng để cảm xúc tiêu cực, nó lớn ác hạnh phúc của mình, đồng thời mất luôn duyên khán giả. Ê thiệt bản thân từ đầu hỏi mọi thứ perfect rồi giờ lại lớn giọng trách người thân mình. Làm cái đám cưới thôi mà riết tôi tưởng như sân khấu lịch sự của đất nước không vậy. Về phía Minh Tú, trước đó cô cũng lên tiếng thừa nhận giai đoạn chuẩn bị đám cưới, một mình cô phải quyết định, sắp xếp tất cả nên dễ sinh ra áp lực và xảy ra những sự việc không mong muốn. Ngoài ra, Minh Tú cũng đã khuyến cáo khán giả rằng trong tập 6 này có những tình huống cãi nhau, mọi người nên cân nhắc khi xem. Ngay cả trước tập 6, khi bị cư dân mạng phản ứng trái chiều về chương trình thực tế này, Minh Tú đã lên tiếng xin lỗi vì hành động lớn tiếng với ekip. Cô chia sẻ, Minh Tú tôn trọng những cảm xúc của khán giả, bởi khi mình mang một show công chiếu đến công chúng thì phải chấp nhận những luồng ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, Minh Tú cũng muốn gửi lời xin lỗi vì đã mang đến những cảm xúc tiêu cực đến. Minh Tú làm show này có thể tô hồng cuộc đời mình, lựa chọn cái nào đẹp đẽ để nói cũng được, nhưng Minh Tú muốn có sao thì kể vậy. Thời điểm đó, Minh Tú có những suy nghĩ bốc đồng, tranh cãi thì Minh Tú kể lại đầy đủ hết. Nhưng xin hiểu rằng đây là những chuyện đã cũ, được kể lại tương tận. Còn hiện tại sau nhiều cung bậc, phong ba bão táp, minh tú của 2024 đã khác phiên bản của trước đây rất nhiều. Nữ siêu mẫu bên cạnh đó thổ lộ thêm rằng: "Minh tú không phủ nhận sự nóng tính của mình. Những chương trình minh tú đã tham gia trước đó thì mọi người đã biết rồi đó. Thứ hai, minh tú rất xem trọng công việc kiếm cơm của mình, rất tôn trọng nghề và nghiêm túc với nghề nghiệp. Thực sự, nếu như không có sự nghiêm túc, có phần hơi khắc khe với chính bản thân minh tú thì chưa chắc minh tú có được chút thành quả như hiện nay sau bao nhiêu năm miệt mài phấn đấu." thứ ba minh tú rất quý trọng gia đình nên mọi điều gì ý nghĩa minh tú rất mong muốn có sự chứng kiến của gia đình đó là ba vấn đề mà dẫn tới minh tú gắt gỏng với các bạn trong ekip sau khi nhìn lại, bản thân Minh Tú cũng có hối hận vì giá như mình có thể chia sẻ rõ ràng như lúc này thì sẽ có được sự cảm thông và chia sẻ nhiều hơn. Nên qua câu chuyện của Minh Tú, Minh Tú mong muốn gửi đến thông điệp trong cuộc sống, phải lắng nghe, chia sẻ nhiều hơn thì chúng ta sẽ yêu thương nhau, hiểu nhau nhiều hơn trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng vậy. Còn sự việc đã diễn ra rồi, không thể thay đổi được quá khứ. Nhưng tới giờ này, từng gương mặt, từng thành viên trong màn tranh cãi đó vẫn đồng hành, yêu thương và chứng kiến những khoảnh khắc ý nghĩa nhất cuộc đời Minh Tú. Thì các bạn đủ hiểu, Minh Tú Quan trọng và yêu thương các bạn ấy như thế nào. Bạn nghĩ sao trước loạt chia sẻ này của Minh Tú cũng như chương trình thực tế kia? Hãy bày tỏ quan điểm, cảm nhận của mình để Abyss được biết với nha.